Anh trước khi xuống chơi với đồ ông không? Không, tao chả có cái gì, tao bắt lên tao lấy mật tao ăn như vậy còn sợ nó. Trời ơi. Ông ấy thì đặt dò tao ông ấy. Dưới đây. Cái này thì tao thách tao được nè. Để ông có mắt của ông như mọi người nhé.